đúng không? Chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình với thằng em mình đi bắt ổ ong mọi người ạ. Nghe thằng em mình bảo lội tên này có cái ổ ong ấy mọi người. Bây giờ bọn mình đi bắt nha mọi người. Thì bọn mình đang đi chăn bò mọi người. Nghe thằng em mình bò đâu kia nha mọi người. Thằng em mình bảo là ở trên cái cầu đâu kia mọi người. Còn một ổ ong, ông phái nha mọi người. Bây giờ bọn mình sẽ lên đó bắt đấy mọi người ạ. Nó bắt rồi lại nhậu ăn luôn nha mọi người. Nước sóng hôm nay rất là to luôn nha mọi người. Mọi hôm nay mưa rất là to luôn. Mưa dông rất là nhiều. Ủa gì đấy? Kiện à? Thằng em mình đang đi dưới này để kiểm chém cái cổ ống nào để bọn mình bắt luôn nha mọi người. Rồi anh đừng bắt được. Bây giờ bọn mình bắt ổ ống bằng cách đột nha mọi người. Lại rớm rồi buộc qua cái sao đấy. Xong rồi để khỏi cho ổ ống nha mọi người. Để cho nó chảy đi rồi bọn mình sẽ lấy cái ổ đó nhá. Bây giờ phải đi vòng vòng mọi người ạ. Bọn mình đi qua cái mượn dần lượng ấy nhá mọi người. Rồi đi vòng vòng. Đi từ cái mượn này, rồi đi vòng vòng theo cái đê nhá mọi người. Rồi lại cái cầu đâu kia nhá. Xá đâu kia mọi người ạ. Kiểu mấy kiểu chém có ổ nào đâu. Đóng lão rang đủ chứ không. Thôi đi lên ổ đằng kia đi. Không có mà. Thứ đập phản mà. Bây giờ bọn mình đi qua cái mượn nước cả nha mọi người. Tôi im. Nguy hiểm. Thì đây không quen rất là rúng mọi người ạ. Mình lâu rồi không đi qua đây. Đi từ từ. Rúng không? Khi đội thì muốn tôi chạy. Anh đi từ từ rúng. Lâu rồi không đi á. Rất là rúng mọi người ạ. Nhưng mà ôi trời ơi, trượt chân rồi. Trượt chân không? Không. Mày đừng đi mặt cái nhìn trên phố. Trượt chân không? Nhà mình vừa bổ ạ. Đi lên hết câu mới đứng bổ được tay thật. Đi. Đấy. Bây giờ phải đi lại tận đâu kia đấy mọi người. Đâu kia là cái cầu ổ ống nó nghe thằng em bảo là nằm dưới cầu mọi người ạ. Bò bọn mình thả đâu kia nha mọi người. Bên đông tận bên kia ấy. Bây giờ đi sang bên này rồi mọi người ạ. Đấy mọi người, bọn mình đi gần cái cầu rồi mọi người ạ. Cầu ở đấy nha mọi người. Nó ở phía dưới cầu ấy. Đấy là cái cổng nha mọi người. Họ câu cá rất là nhiều luôn. Bây giờ cũng buổi chiều ấy. Chạy đi. Ở dưới câu đấy nha mọi người. Vật ống anh ạ. Ngồi đây là ống để thế này.
Mô. Lại đây rồi. Từ từ cũng đồng đây. Mô con phải mà. Cốt cốt. Quả ống rồi dây câu rồi nhá mọi người. Ăn ở ở đọ nhá mọi người. Quả ống nó ống váng mọi người ạ. Ở dậy cầm câu luôn nhá. Bây giờ bọn mình đột nhá mọi người. Bây giờ thằng em mình ở đọ đột ổ áo nhá mọi người. Mình ngồi đầu này đó, mình rất là sợ. Ngồi đấy có đụng nữa rồi. Thằng em mình chó lừa vai nhá mọi người. Bọn mình ngồi im mọi người ạ. Ngồi im là nó không đụt đâu. Bọn mình mà chạy là mày ngồi im rẹo đi. Đúng, ổng đụt nó ngồi im. Ổng bay thì ổng bay rồi. Có thể bay đến đâu ấy không anh? Chà, tươi em đây chưa sờ đi. Cứ để ổng bay hết rồi. Bọn mình phải ngồi thật im nha mọi người. Trời ông bà ông bay nghi ngụt đây. Mọi người thấy ông bay nha mọi người. Ê, thấy ông trên đầu em nữa không? Không, để thế... chuyển lại cầu vậy. Không, đừng có chạy. Chạy lên thấy lên biển đụt á. Chắc bọn mình chơi khoảng tầm 5 phút đấy mọi người. 5 phút cô. Mấy phút ạ? À? Khoảng tầm 2 phút là ông chạy mọi người ạ. Đừng có đi, đừng có đi từ từ thôi. Ông đi hết đây rồi. Ông đi rồi, bọn mình lại cái tổ hận nha mọi người. Để bọn mình lại nhồng sao ăn nha. Lúc này khỏi nhiều thì nó bay hết rồi mọi người. Bây giờ khỏi nó tàn hết rồi ấy. Giờ ống nó trở về ổ nha mọi người. Giờ giải quyết rắn. Dưới này là sống nha mọi người. Cái câu đấy nha mọi người. Câu ống ở kia đó. Sống hôm nay nước nó to luôn mọi người ạ. Mà hôm nay mưa ấy mọi người, nước cực kỳ to. Đấy nha mọi người. Còn mình lại chỗ quê mình là hay lại rớm nhau, đột ổ áo nha mọi người. Đột để cho nó bay hết đấy. Khi mình bỏ vào tổ nó bay hết rồi lại cái qué rồi khơi tổ ra nhá. Thấy nhiều chỗ khác thì họ mặc ô mưa vào lại cả tổ mọi người ạ. Xong đi. Đó là có đồ nghề thôi. Đồ nghề hay. Ừ. Bọn mình cũng có đồ ấy mọi người. Phải dùng thế này mọi người, đột rồi đưa vào ống. Thằng em mình ra tay vụ này. Thôi chạy ảo đây. Ui. Mày đột mà. Rồi. Đột nào, đột đây, nào. Đây. Ngồi im. Rồi. Ông đâu thì ngồi im. Còn mình phải đột thêm một lần nè mọi người, để cho ông nó bay hết đấy. Chứ ông bây giờ bay đi bay lại rất là nhiều mọi người ạ. Bây giờ mình đột lần thứ 3 nha mọi người, bọn mình đột lần thứ 3. Bây giờ nó cũng ít ống hơn lúc nãy mọi người. Bọn mình đột nó khỏi ấy, nó cũng bay hết rồi mà. Có vậy không giòn. Giòn không? Nó bỏ thêm rơm ấy. Từ còn ăn sâu luôn người, ngồi im. Rồi không có con mồi nữa. Bỏ rơm luôn ấy. Không có con mồi nữa, không thấy con mồi bay ngoài này luôn. Thật nhân cơ hội mà lửa to rồi. Lại kiểu rắn có con thú lưng ạ. Bọn mình lúc này lại được ống ấy rồi nhá mọi người. Đi cẩn thận kẹo rớt đó. Của ống cũng khá là to không ạ. Bằng bàn tay đó nhá mọi người. Nhìn rất là nhiều nhồng luôn. Rất là nhiều nhồng mọi người ạ. Lát nữa thì bọn mình về thì sao ấy mọi người, sao ra ăn luôn nhá. Cũng khá là nhiều nhồng mọi người ạ. Gì đó? Xem dậy cái này có ồ mốm.
Hey. Chưa mặn á. Thằng này làm chuyện mấy cái câu đấy à thầy? Ông bùi chứ, ông về bùi thầy. Chỗ tái có cái sánh không? Đi kiểm tiệp thầy. Ổ ra là em biết ổ nhiều mọi người ạ. Theo em biết ổ về như nhỏ á. Nhỏ bằng như mốc. Không có bằng cái đấy không? Ừ, gọi cục khẩn to bằng nhưng mà trong nhỏ chứ. Nhỏ. Trong ơi ông về. Ông về cái mô to bằng cái đầu à. Ơi. Ừ, ông về to lắm. Nhìn rất là hay mọi người ạ. Ông nhồng rất là nhiều nha mọi người nhìn nhé. Lặn được bọn mình nha. Bây giờ bọn mình đang là về lạy nhồng hay sao cái ổ lúc này nhé mọi người. Bọn mình về lạy nhồng ống mọi người ạ. Ngày hôm mình nâng bọc ra để rửa luôn để giúp luôn nữa. Mềm được, để mềm giúp được. Thấy chưa mọi người? Nhồng cũng khá là nhiều mọi người ạ. Nhìn nhồng rất là bẹ nha mọi người. Vàng khe luôn. Mờ hình có vò này. Bạn ơi bọn mình sao vậy là nghề nhá mọi người. Ăn rất là thơm luôn. Thơm nhỉ. Cái này nhồng này có thể ăn trọng được nhá mọi người. Bình thường có nhiều người ăn họ ăn quen đấy. Nhưng mình cũng ăn được. Họ lạy ra cái là họ ăn được luôn mọi người ạ. Nhưng mà bọn mình không quen rồi mọi người. Phải sao chịn nó mới ăn được nhá. Hay. Ủa đây có con sống. Giết không. Này. Con này là già rồi nha mọi người. Quá. Chết con này chết rồi hì. Bóng giòn. Con này là già rồi nha mọi người. Tiểu hồn đen chích này. Úi đùi. Cái nào cũng thò ra này. Mọi người thấy cái phần đuối hắn ấy, nó có cái nọc ấy mọi người. Nó đụt nó chích cái này vào mình. Khéo chứ cái... xong dịch, khéo chứ xong dịch tôi lấy bỏ như đây em đâu, phạt cô. Con này là nó già đó mọi người, nó cùng ở trong này. Nó to rồi nó đục, nó để rã, nó bay thành con ong to ấy mọi người. Đấy nha mọi người, món bánh này chứ... gờ anh cái nhồng áo trong tổ đã thấy được nơi đấy nha mọi người. Ít. Cùng gan được đòi hình. Gỡ cái hắn nội cái ổ này được nửa đòi thôi. Chúng cùng khá là nhiều mọi người. Nhồng áo thì ăn nơi đấy thì cùng ngạn rồi nha mọi người. Ăn nhiều là cùng ngạn rồi. Cùng khá là nhiều nha mọi người. Đi. Vì vô rạn đi. Được. Ra rồi đi. Thôi cháu ra bây giờ tưởng mặn. Tướng nước mặn ít ít là được. Thơm rồi thầy. Mọi rạn nó nghe thơm đâu mọi người ạ. Một cái cháu vô, một cái thì thơm. Một cái ăn mất vị, ngon không? Ấy đây bỏ. Đấy, bỏ lên này. Bỏ nước mặn rồi được. Vài lạ thôi, vài thì. Còn mình bỏ thêm ít là nghề nha mọi người. Nhồng ống thì họ thường hay sao là nghề mọi người ạ. Ăn ngon, ngon này. Đau. Nước mặn lên. Cậu mặn đặng không? Cậu ốc mặn đặng đâu. Đây đây, đừng mặn nữa. Dạ tức vậy. Rồi rồi, có nước mặn nó mặn lắm. Mặn ấy đi thôi. Rồi rồi, nước mặn nó nước mặn đó. Rồi nhẹ, cái nơi cả những bò chỉ ăn bẹo.
Để cái môn sao nó lâu lâu không chị tì không để được hoa thơm được. Trời ơi, cực béo. Cho bỏ nửa trái nó nằm vô ăn hay ngọt. Nó là thơm luôn mọi người ạ. Bỏ là nghề vào xào rất là thơm luôn. Trời ơi. Rất là thơm luôn. Nhìn rất là ngon luôn nha mọi người. Trời quá tuyệt vời. Đòi đòi à? Giờ là lâu rồi được chưa? Rồi. Wow, bao nhiêu mối mọi người mối. Bây giờ đồ ra đòi chuẩn bị ăn nha mọi người. Đồ ra bán nha. Được đồ ăn chi. Đấy nha mọi người. Còn mình đấy là sao vậy là nghề nhá. Với lại ơi nào bỏ mì trịnh hay. Không, mì trịnh mình đi. Hết mất mất nữa. Sao chỉ cần bỏ là nghề với nước mặn nha mọi người. Chắc không cần bỏ mì trịnh đâu. Còn mình sao thấy đâu. Cái mất vị. Thơm lắm. Ừ ăn đi. Béo. Mì mồi mười nhiều vị mạnh. Mời nhiều cái như rửa được rồi. Hình như thằng em mình bỏ mờ hơi không nhiều nha mọi người. Nhìn ngây nga luôn mọi người ạ. Ngây nga ăn đi là biết. Chắc là để mình thử miệng nha mọi người. Xem thế nào. Có một bụng bẹo không? Quên gặp một phát. Quên mời mọi người nên rỡ mọi người. Mời mọi người nha. Đấy nha mọi người. Nhìn rất là ngon lắm mọi người ạ. Mời mọi người nhá. Ăn kem bị lơ lốt thì ngon. Rất thơm nhá mọi người. Mình sao vậy là nghỉ ấy. Giờ bật cực kỳ thơm luôn mọi người ạ. Ngoài ra bẹo nhá mọi người. Béo mày. Ăn xong rồi đúng có này. Rộng ngon lắm thì chín. Ăn xong béo. Rất là ngon nhá mọi người. Ăn xong bẹo với cả nghe vị nhá. Loài nhộng ở trong cái mục khoan mục cái mục gồ lấu đấy nhưng cơm hơi một cuốn tết bỏ món ăn bỏ trong nước mặn một cái đây anh ngon ngon bỏ mì trịnh dưa đó đó là dưa vẫn còn ở trong dưa đúng sao cái này không cần bỏ mì trịnh nó cũng ngọt mọi người ạ vì cái nhộng nó ngọt á ngày xưa nghe mình chỉ bỏ chắc nước mặn thôi nhưng mà ăn vẫn ngọt thôi. Sao ngon nó hay cái gì chó ăn khô tí nó mới ngon hay. Thì bọn mình cũng vừa ăn xong nha mọi người. Cũng rất là ngon mọi người. Nhồng áo thì cũng rất là ngon và thơm luôn. Thì cái nhồng áo nó không phải ai cũng ăn được đâu nha mọi người. Nhiều người ăn không quen đấy. Ăn xong là ngày mai ngày một là nó bị dị ứng mọi người ạ. Nó nổi hạt hạt cùng người luôn nhá. Còn nhiều người thì ăn được bình thường nha mọi người. Và mọi người nếu thấy video của mình hay thì cho mình một đăng ký kênh nha mọi người. Mình cảm ơn tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ mình ra đồng dưới bó mọi người ạ. Chào tất cả mọi người nhé.